Hôm nay 22 tháng 5, Đảng Bộ Công an huyện Quế Võ tổ chức thành công Đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đại tá Phạm Văn Lương, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Đại diện lãnh đạo huyện ủy có đồng chí Lê Hồng Phúc, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Hoàng Minh Xuyên, Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ công an huyện Quế Võ đã có nhiều nỗ lực cố gắng đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo động viên đảng viên cán bộ chiến sĩ, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ đề ra, chủ động tham mưu huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ban chấp hành Đảng bộ đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành theo hướng sâu sát hơn, chủ động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, qua đó góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến tích cực, công tác kiểm tra giám sát Đảng được tổ chức thực hiện nghiêm túc, từ đó tăng cường đoàn kết, sức chiến đấu của Đảng bộ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ công an huyện 5 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị 5 năm liền đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, đơn vị văn hóa gương mẫu chấp hành điều lệnh công an nhân dân, nhiều năm được tặng cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc trong khối công an cấp huyện. Phát biểu tại đại hội, Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Hoàng Minh Xuyên, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã biểu dương đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ Công an huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công an huyện tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo Công an tỉnh các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự không để bị động bất ngờ, đổi mới hình thức nội dung biện pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tiếp tục giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị đổi mới nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trong Đảng. Đại hội đã bầu ban chấp hành Đảng bộ công an huyện nhiệm kỳ mới gồm 13 đồng chí, bầu bí thư đảng ủy khóa mới và đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện.